Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music, 6 quãng đường dài từ Sài Gòn. Thì giờ đây, team đã đến Bình Dương để giao chiếc piano siêu hot KS1 Bluetooth luôn được săn đón bởi nhiều khách hàng mới tập chơi đàn đến với anh khách tại Dĩ An. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Xe tải mở thùng đưa đàn xuống, cái đàn được hai bạn mang vào phía trong sân cùng với quà tặng đặt bên trên. Anh em hãy theo chân anh nhân viên khiêng piano lên lầu đi đến phòng của khách nhé. Chiếc đàn Kettman này có khối lượng 45kg nên cần những thanh niên có thể lực tốt, sự dẻo dai để mang đàn nhanh chóng và đầy cẩn thận, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và sản phẩm. Bắt đầu mở thùng đàn nhé các bạn. Chiếc piano điện Kettman KS1 Bluetooth xuất hiện với những bộ phận quen thuộc bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn, sách hướng dẫn, ốc lắp đàn. Thân đàn chính là bộ phận quan trọng nhất của mỗi chiếc piano nên được hai bạn chậm lấy ra và tháo nhẹ lớp ni lông bảo vệ. Anh em à, khi xem clip sẽ thấy được rằng tất cả các bộ phận theo đàn đều được bọc ni lông để tránh chầy xước trong khi vận chuyển, lắp ráp. Các bước lắp đàn piano Kettman mình sẽ hướng dẫn đơn giản nhất để cho mọi người có thể làm theo nhé. Hai chân đàn lắp cố định vào pedal, tiếp theo sẽ là gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn vào. Còn đây là lúc team chuẩn bị quà tặng theo đàn dành cho anh khách, chiếc ghế piano cao cấp và jack phone. Anh em sẽ thấy rằng ghế màu đen với lớp da dày tạo sự thoải mái nhất cho người chơi. Vì sao piano Kettman KS1 Bluetooth lại được anh khách yêu thích và lựa chọn khám phá cùng mình thôi nào? Đàn mang vẻ cổ điển đầy tinh tế với kiểu dáng nắp bật hiện đại, rất là phù hợp với mọi không gian. Dáng đứng đặc trưng tương tự một cây piano cơ. Piano trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang đến sự vượt trội về âm thanh, giai điệu. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Piano nhà Kettman này sở hữu nhiều chức năng hiện đại với metronome đếm nhịp, slide mode chia bàn phím, Trinova trộm tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Đến mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0% trước khi kết thúc video. Đây chính là chiếc organ Kettman K250, một chiếc đàn sở hữu nhiều tính năng, mức giá hợp lý đã được anh tin tưởng lựa chọn cho bé học chơi đàn từ những ngày đầu tiên trước khi lên piano điện Kettman KS1 Bluetooth này. Đó thật sự là một món quà vô giá mà anh dành tặng cho con, đồng thời là sự khẳng định về sự hài lòng chất lượng của đàn đến từ thương hiệu hàng đầu Anh Quốc, Kettman. Vậy là buổi giao piano điện Kettman KS1 Bluetooth đến với khách hàng tại Bình Dương đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.